Kính thưa quý vị, chúng tôi đang có mặt tại Upton Hill Regional Park, Arlington, Virginia. Hôm nay là ngày 30 tháng 8, tiền đại hội của trường nữ Hồng Đức Đà Nẵng. Chúng tôi xin mời quý vị theo dõi phần phóng sự chúng tôi thu nhận được trong ngày hôm nay. Chúng tôi xin phỏng vấn cô Kim Chi từ California, chú Lui và cô Mến từ Virginia. Xin cô cho biết cảm nghĩ ngày hôm nay. Dạ, ngày hôm nay thì rất là xúc động vì được gặp lại bạn bè ngày xưa, thầy cô, và vì là trong ban tổ chức thành ra tôi biết rõ cái sự tổ chức rất là công phu, các bạn từ ở xa về, mỗi người một tay, nhưng mà có ở đây có anh Duy với chị Mến, thành ra cũng là rất là giúp đỡ chúng tôi phần lớn. Thì nhà tôi thì đến cái cuộc tổ chức đây thì nói là về cái lớp của ba là lớp 1, khối 1. Thì ba trước khi bạn bè về đấy thì ba muốn có một bữa cơm hồi ngộ, thành thứ ba đã lo chuẩn bị trước cả tháng những cái để phút để cái ngày đó để khỏi. Còn tôi thì tại sao mà nam mà đứng trong cái thành phần của ban tổ chức của trường nữ trung học là vì tôi là rể của nữ trung học. Cảm tưởng của cô, cứ mỗi một lần đến dự cái đại hội của reunion của trường mình thì cô rất là vui mừng vì mình gặp lại được thầy cũ, bạn xưa và cùng nhau ôn lại những kỷ niệm và gặp lại những người bạn mà đã cách xa hình như là 3-40 năm. Đôi lúc có những bạn từ Việt Nam đến nữa, thành ra cái cảm giác của mình rất là đầy những cái ân tình và đầy những cái cảm tưởng và những cái nhớ nhung của những ngày thơ ấu. Và cảm tưởng rất là vui mừng vì gặp tất cả các bạn và các chị lớn cũng như là các em nhỏ để về đây hội tụ tại thủ đô Hoa Thành Đốn. Rất là vui khi mà mình, mặc dù là ngôi trường đã giải thể, trường không còn nữa, con đường ở trước trường cũng không còn nữa, tất cả những cái hình ảnh về ngôi trường là đã không còn thực tế nữa, nhưng mà trong tâm hồn của tất cả mọi người, thầy cô cũng như học sinh là ngôi trường vẫn còn, cho nên chúng tôi rất là vui, mặc dù là phải chịu rất là nhiều khó khăn khi mà tổ chức nhật một cái ngày họp mặt cho toàn thế giới, các chị từ Úc, từ Canada, từ Bỉ, từ Việt Nam qua nữa thì và các nơi trên nước Mỹ tập hợp lại rất là khó khăn, nhưng mà khi tổ chức được, thứ nhất á, là cảm động vì là mình đã có một cái không gian thăm hỏi thầy cô, mời thầy cô đến để mình vấn an sức khỏe và chia sẻ những kỷ niệm buồn vui thời đi học với thầy cô cũng như bạn bè, rất là cảm động. Bích Phượng tường trình từ Upton Hill Regional Park, Fortress, Virginia.